Cảm ơn bác sĩ Võ Đình Hữu, cảm ơn tất cả những quý vị đã gửi cho chúng tôi information để biết. Hiện giờ nhắc lại với quý vị một lần nữa, ở bất cứ nơi nào trong cộng đồng của chúng ta, bất cứ nơi nào trên nước Mỹ cũng đều có cái tổ chức gọi là ngân hàng sữa dành cho các bà mẹ. Quý vị hỏi bất cứ ở đâu cũng có, quý vị tới đó để xin sữa của những người mà người ta dư, người ta không dùng, người ta bỏ trong cái ngân hàng đó. Đó là cái cách mà hơi rắc rối, nhưng cách dễ nhất là ở những bác sĩ nhi đồng trong cộng đồng chúng ta. Bác sĩ nhi đồng Việt Mỹ gì cũng vậy, họ đều có sample. Sample luôn luôn dư ở trong văn phòng của các bác sĩ nhi đồng đó. Các bác sĩ nhi khoa đó sẽ sẵn sàng cho lại quý vị tạm thời để cho quý vị dùng. Và cái thứ ba là nếu như quý vị còn có khả năng, còn sữa mẹ thì hãy cho con mình bú sữa mẹ, hoặc giả là mình nặng sữa mẹ, mình chia bớt cho bà con những người nào thiếu. Đó là một trong những cách mà tạm thời giải quyết cái nạn mà thiếu sữa cho trẻ em. Cảm ơn quý vị. Và bây giờ Peter lấy giùm cho cái tin số 2. Chúng ta nhìn thấy Hoa Kỳ và Việt Nam đương xích lại gần nhau rất là nhiều. Sắp ra mắt Trung tâm Hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ. Bản tin này cho biết là Tòa Đại sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam cho biết rằng một trung tâm gọi là Trung tâm Hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ đặt tại Học viện Ngoại giao của nước Cộng sản Việt Nam sẽ mở cửa đón công chúng tại Hà Nội từ ngày 24 Tây tháng 5 sắp sửa tới đây. Trong thông cáo gửi ra ngày 17 tháng 5, Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết trung tâm này sẽ cung cấp không gian cũng như những tài liệu học tập hàng đầu cho các sinh viên, giảng viên, nghiên cứu sinh và công chúng tới đây để kết nối, tương tác trong một môi trường học tập hiện đại và sáng tạo. Bản tin này chúng tôi tạm ngưng một chút xíu, tôi xin lỗi bác sĩ Hữu, là vì cứ theo tin mà cứ quên. Chúng ta chưa nói về cái tin mà gián điệp, hoạt động gián điệp trong cộng đồng mà đã hứa với khán giả. Một lần nữa xin lỗi quý vị, chúng tôi sẽ sau phần bình luận của bác sĩ Hữu, chúng tôi sẽ trình bày tiếp về cái chuyện mà cái trung tâm Việt Mỹ này tại Hà Nội như thế nào. Xin mời bác sĩ Hữu. Vâng, cái thật ra tôi định nhắc anh, nhưng mà cái tin mà về gián điệp rất quan trọng. Tin này cho biết rằng là chúng ta hoạt động trên quốc gia tự do dân chủ Hoa Kỳ được sự bảo vệ của luật pháp, và nhất là Hoa Kỳ không bao giờ thích những chương trình gián điệp mà chống lại những người tranh đấu cho tự do dân chủ. Vì thế những người tranh đấu cho Trung Hoa, cho và Pháp Luân Công, cho Ngô Duy Nghĩ, những anh Hồng Kông, mà những người gián điệp này lấy tài liệu và đưa về cho Trung Cộng. Mà Hoa Kỳ rất hay, đưa về từ 2011, họ thu thập những tài liệu đó, đợi đến khi tất cả tài liệu đầy đủ họ mới đưa ra tố và không còn chối cãi. Tôi biết rằng trong hoạt động cộng đồng Việt Nam đây đó, chắc chắn rằng sẽ có những người mà theo cộng, vì không biết vì sao vẫn theo cộng sản, và họ đang thu thập tài liệu của chúng tôi, của anh Du Miên, của tất cả mọi người đang hoạt động, và chắc chắn rằng họ cũng đưa về cho Việt Cộng. Thì những người này tình báo Mỹ đều đã biết, nhưng họ luôn luôn thu thập tài liệu, tất cả hồ sơ đầy đủ, và một ngày nào đó khi hồ sơ được đầy đủ rồi thì những người cũng sẽ đưa ra truy tố giống như những người gián điệp cho Trung Cộng. Mặc dù thế, Mỹ và Trung Cộng hợp tác rất nhiều, nhưng mà đến khi mà họ thấy là những người phản bội chỉ lý tưởng tự do vân vân làm gián điệp cho Trung Cộng, họ vẫn đưa ra tòa như thường, và hình phạt rất nặng, có thể bị đuổi ra khỏi cái đất nước này luôn, và có thể bị mà giảm quốc tịch luôn. Những tòa án rất là cứng rắn. Thành ra những người đấu tranh cho dân chủ Việt Nam an tâm, chúng ta được luật pháp Mỹ bảo vệ, và chúng ta không có gì sợ hãi hết. Bởi vì khi mình làm việc gì đúng, khi mình tranh đấu với lẽ phải, khi mình đi tranh đấu với công lý, thì mọi việc sẽ là tốt đẹp thôi.
Và nhất là cái gương mà cái ngày hôm nay khi mà tổ chức điệp này được ra, thì không những người tranh đấu cho Việt Nam, người tranh đấu cho Miếng Điện, người tranh đấu cho Áo Phú Hãng, người tranh đấu cho tự do dân chủ ở các nước khác, mà giống như ngày mà vì ngày 12 tháng 5 biểu tình ngay trước tổng đốc, không phải Việt Nam không, mà các cộng đồng khác tới biểu tình nữa để tranh đấu tự do nhiều quốc gia họ, thì hãy an tâm vì chúng ta được luật pháp Mỹ bảo vệ, và những người xấu làm gián điệp cho những cái chế độ độc tài cộng sản đáng trị như vậy chắc chắn sẽ giống như ở Trung Quốc sẽ có ngày đưa ra tòa, và chúng ta hãy an tâm. Mạnh Dương Miên. Vâng, thưa quý vị, nhìn thấy cái tựa đề là bây giờ Peter trở lại cái hình vừa rồi, quý vị thấy nhìn thấy rõ ràng ở trên cái bản tin là một người Mỹ, tức là ông Quang này là người Tàu, mà Tàu Hoa Lục ổng đó, không, trở lại cái hôm nay, cái kia, cái tin kia đó, quý vị sẽ nhìn thấy đó. Cái tin trước đó là ông Quang đó, một người Mỹ này tức là người Mỹ gốc Hoa, gốc Trung Hoa, đó, gốc Trung Hoa, gốc Trung Cộng đó ở bên Hoa Lục, thì cái người đó là bị truy tố, là cái ông đó là 70 mấy tuổi rồi, già rồi, mà lợi dụng ở trong cái cộng đồng của người Hoa ở Queens, New York. Tức là ổng ở trong cộng đồng, ổng lớn tuổi được người ta trọng vọng, thì ổng lại dùng cái ảnh hưởng đó để ổng hoạt động gián điệp, báo cáo cho Trung Cộng tất cả, rình lén nghe chụp hình, cũng như là gửi những tài liệu, những nhà hoạt động cho người Trung Hoa ở New York hay là tại Hoa Kỳ mà ổng biết, cho cơ quan gián điệp. Kính thưa quý khán giả, nếu như quý vị biết được là trong cộng đồng của chúng ta có những người từ bấy lâu nay, có nhiều người đi du lịch ở Mỹ này về Việt Nam, tự nhiên thấy công an Việt Cộng đưa cái hình biểu tình của mình, nó có đây có phải là anh không, thì hình đó ở đâu ra, là do những điệp viên nhẹ dạ, những người chưa phải là điệp viên nhưng mà bị dụ khỉ, bị dỗ dành dỗ ngọt, là trao đổi, nói là anh giúp cho tôi cái này rồi anh sẽ được cái kia, nhưng mà rồi chính ngay cái gián điệp cộng sản nó sẽ gài những người mà làm báo tin, cung cấp tin tức tình báo này, dần dần trở thành nhân viên gián điệp cho nó hồi nào không hay. Và cái đó là Hoa Kỳ tối kỵ. Nếu như anh làm gián điệp mà anh làm hại đến công dân Hoa Kỳ, công dân Hoa Kỳ có quyền hoạt động tự do dân chủ, tranh đấu cho vấn đề này, đó là cái lý tưởng mà người Hoa Kỳ theo dõi. Cho nên mà động vô những nhà đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền là vi phạm luật pháp, và họ đứng về phía lẽ phải, họ truy tố những điệp viên này. Nếu như những ai mà lỡ mắt chân vô trong cái vấn đề này thì nên suy nghĩ, tại vì tất cả những hồ sơ này, hồ sơ gián điệp Hoa Kỳ có, quý vị nhớ hồi ông Trump không? Ở Houston, ông bắt nguyên cả một cái tòa lãnh sự của Trung Cộng, đầy đủ hồ sơ mà Trung Cộng nó phải đốt cái hồ sơ, mình nhớ hồi đó không? Cách đây 2 năm, nó đốt hồ sơ nhưng mà Mỹ đã lấy hết rồi. Tức là cái đốt đó là đốt giấy thôi, còn cái hồ sơ trên Internet nó có hết. Quý vị nhớ New York mà giữ được an ninh sau cái vụ 911 là nhờ email, nhờ những cái text, nhờ những cú gọi phone mà họ theo dõi đường đi nước bước của những tên khủng bố. Cho nên chúng ta biết là làm gián điệp cho những nước cộng sản luôn luôn ở dưới tầm ngắm của tình báo Hoa Kỳ. Bây giờ chúng ta trở lại cái tin kế tiếp đi, Peter. Kính thưa quý vị, Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam loan báo là họ mở ra một cái trung tâm, nó là hợp tác Việt-Mỹ. Nhưng mà thật sự cái trung tâm này nó không khác gì trung tâm Việt-Mỹ trước năm 1975 ở Sài Gòn của chúng ta cả. Hồi xưa đó là cơ quan USAID cũng nghĩa là làm ra cái cơ quan này, tài trợ giúp đỡ cho những người học tiếng Mỹ, học về văn minh nước Mỹ, học về lịch sử nước Mỹ, tìm hiểu về nước Mỹ, hay là tạo cơ hội để những người ở Việt Nam có cái phương tiện hay có bằng cấp, có cái khả năng, có một cái bước tam cấp để bước đi qua du học hay là đào tạo tại Hoa Kỳ. Bây giờ thì cái này nó đã xảy ra ở Việt Nam. Xin mời bác sĩ. Vâng, cái này cũng tôi thấy rất là hay ấy, là vì khi mà có những trung tâm này thì người Việt Nam ở đó được hiểu rõ hơn
về nước Mỹ và về tự do dân chủ. Đây là một cách Mỹ đang cấy những cái hoa dân chủ, hoa tự do vào ở trong những đất nước của Việt Nam chúng ta. Vì trong này họ sẽ có những lớp dạy về Anh ngữ, về văn hóa vân vân. Và khi người Việt Nam tiếp xúc được những cái đó thì họ sẽ hiểu rằng thế nào là một cái nước văn minh như thế nào, một nước tự do dân chủ sống như thế nào. Và dân dân thì con người đâu phải là người nào cũng thông minh hết. Dần dần từ những cái đó họ biết rằng tại sao tại mình ở bên đây không có những cái được như bên kia hả, mình không có được tự do bầu cử hả, mình không có được những cái tiến bộ như vậy, tại sao vậy, tại sao. Thành tôi nghĩ đây là một cách mắm mầm dùng cái trung tâm này, những trung tâm này để có những hoạt động văn hóa, học về tiếng Mỹ, học về văn hóa Mỹ và trao đổi về những quan niệm. Thì đây là một cái giống như một cái mầm để tạo trong những cái quốc gia mà đang phát triển đó, về cái những cái sự tiến bộ cũng như nền văn minh dân chủ và văn hóa của Hoa Kỳ. Thì cái đây là một điểm tôi thấy rất là lợi. Và nếu càng có người du học sinh qua đây đó, chắc chắn rằng không biết thì nhiều, họ cũng hiểu rằng ở Hoa Kỳ một cái chế độ tự do dân chủ đẹp như vậy mà mức sống cao như vậy, thì khi về nước nếu người nào có suy nghĩ mà thương đâu như thương dân thương nước, dù họ là con cháu của cộng sản, con cháu cha muốn nắm quyền, nhưng phải nghĩ, họ phải biết rằng tại sao mình không thể có những cái bước tiến giống như ở bên Hoa Kỳ để giúp đỡ cho đất nước phát triển phồn thịnh hơn. Thì trung tâm Việt ngữ này, Việt Mỹ này, tôi nghĩ rằng đây là một cái bước tiến rất hay về vấn đề đa văn hóa và giúp đỡ về sự tìm hiểu về văn minh dân chủ Hoa Kỳ. Thì hy vọng rằng người Việt Nam khi mà qua học ở đây, học Anh ngữ, nói chuyện đối thoại với những người ở đây thì sẽ có những cái thay đổi về cái tư duy về vấn đề dân chủ và nhân quyền. Vâng, thưa cảm ơn bác sĩ Võ Đình Hữu. Sẵn dịp này chúng tôi cũng có nói luôn với quý vị để cho quý vị nhớ là cộng đồng của người Việt tị nạn cộng sản tại Hoa Kỳ dù lập trường vẫn cứng nhắc không có chấp nhận chế độ cộng sản, nhưng những người con của cán bộ cộng sản, những người dân Việt Nam qua đây làm ăn ngay trong cộng đồng người tị nạn không bao giờ bị phân biệt đối xử, không bao giờ có ai hỏi giấy là anh là ai, ông bà là ai, hay là mày ở đâu tới, hay là mày là con của Nông Đức Mạnh, hay là mày là con của Nguyễn Xuân Phúc. Con Nguyễn Xuân Phúc mua nhà ở ngay Anaheim đây, đâu có ai nói gì đâu. Cho nên chúng ta phải biết rằng cái tấm lòng của người Việt Nam Cộng Hòa không có tị hiềm với đồng bào của mình, dù đó là con cộng sản, vẫn là dòng máu Việt Nam. Và tin rằng những mầm mống này sẽ là những mầm mống tốt cho mai mốt khởi lên một cuộc cách mạng thật sự ở Việt Nam để tẩy rửa tất cả những cái ngoại lai xâm lược, những cái chủ nghĩa cộng sản, những cái mà ở ngoại quốc đem vô Việt Nam. Chúng tôi sẽ quay trở lại chương trình sau vài phút quảng cáo.